Giữa những ồn ào liên quan đến bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, nhiều nghệ sĩ cũng lần lượt bị gọi tên khi từng xuất hiện cùng ông Võ Hoàng Yên. Mới đây nhất, dân mạng bất ngờ tìm lại và chia sẻ bài đăng của diễn viên Nhật Kim Anh vào năm 2016. Trong đó cô cho biết đã đưa mẹ đến chỗ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, thoái hóa đầu gối và gãy cột sống. Trong bài đăng, nữ diễn viên tiếng sét trong mưa hết lời khen ngợi tài năng chữa bệnh lạ của ông Võ Hoàng Yên. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ rằng Nhật Kim Anh từng tiếp tay quảng cáo cho vị thần y này. Trước những luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, Nhật Kim Anh đã quyết định lên tiếng với báo chí. Cô cho biết thời điểm đó, chân mẹ cô có dấu hiệu bị thoái hóa khiến bà không đi được. Nữ diễn viên và gia đình đã đi chạy chữa khắp nơi cho mẹ mà vẫn không khỏi. Khi được một người giới thiệu về ông Võ Hoàng Yên, cô đã đăng ký đưa mẹ đến khám. Nhật Kim Anh kể, sau khi được ông Yên xoa dầu, nắn khớp xương, mẹ cô đau đến ngất, nhưng sau đó về thế đỡ nên cô rất mừng. Cứ nghĩ lần này chắc mẹ được cứu rồi nên đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian, chân bà lại đau nên nữ diễn viên và gia đình phải đưa mẹ đi mổ chân, gắn inox ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Nhật Kim Anh khẳng định cô không hề quen biết ông Võ Hoàng Yên, đồng thời tiết lộ lúc đi chữa bệnh ông Yên không lấy tiền, nhưng cô có cúng dường 10 triệu đồng. Tối 16 tháng 6 năm 2021, Nhật Kim Anh cũng đã chính thức xin lỗi trên trang cá nhân. Cô viết, sự thật đấy cả nhà ơi, nếu trong thời điểm 2016, Nhật Kim Anh có vô ý chia sẻ vụ việc đi khám bệnh của mẹ trên trang cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người thì xin phép cho Nhật Kim Anh chân thành xin lỗi ạ. Vì lúc đó, Nhật Kim Anh cũng như bao người khác, nghĩ mình đã may mắn tìm được đúng thầy đúng thuốc, thấy mẹ Kim Anh đỡ bệnh nên mới muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi, chứ đâu có ngờ. Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm với Nhật Kim Anh bởi tâm lý ai có bệnh cũng vai tứ phương với hy vọng được chữa khỏi. Một số ý kiến khuyên cô và các nghệ sĩ nên cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ về những vấn đề liên quan đến sức khỏe khi chưa rõ ràng. Đặc biệt, có khán giả hỏi về thực hư khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, Nhật Kim Anh cho biết. Tại mẹ Kim Anh không đi hết 3 liệu trình như ông Yên nói nên Kim Anh không xác định được là do ông Yên chữa cho mẹ không khỏi hay tại bệnh đau nhức do lớn tuổi của mẹ như vậy nên Kim Anh đâu thể lên tiếng bậy bạ được ạ. Hơn nữa Nhật Kim Anh cũng thấy các anh chị lớn đã lên tiếng rồi. Hiện giờ Kim Anh cũng như mọi người đang chờ pháp luật đưa ra quyết định kết quả cuối cùng thôi ạ.